Alo. Nếu mà mọi người mà nghe thấy thì cho em ý kiến nha. Đang đi trên đường nên là vừa đi vừa nói chuyện chơi với mọi người cho vui. Vâng, đang chạy xe trên đường. Chạy xe trên đường thì nói chuyện có nghe thấy không ạ? Có nghe thấy không, mọi người có nghe thấy rõ không ạ? Bác nào đang nghe thì vui lòng là gọi em để xem nghe có được không ạ? Em không biết là nghe có được không, âm thanh có ok không ạ? À, nghe rõ hả? Ok, vậy thì ta nói chuyện nhá. Vừa đi vừa nói chuyện, em thưa với anh chị là chuẩn bị sang cái mùa đại hội cổ đông nên là chúng ta cũng nói chuyện một chút về cái đại hội cổ đông và một số cái vấn đề mà anh chị em mình cũng đang và đã biết nhưng mà cũng có thể là ít người quan tâm tới, không để ý tới đâu. Vấn đề chính của cái đại hội cổ đông là cái thời điểm mà nó giống như là, bởi vì đầu tiên nó phải xét là vấn đề là anh chị em mình cùng chúng ta tham gia đầu tư cổ phiếu á, thực ra về bản chất á, nó là cái câu chuyện nó là mua doanh nghiệp. Mặc dù là mua doanh nghiệp với một cái tỷ lệ sở hữu không nhất định, nhưng về bản chất là chúng ta cũng là thành phần của doanh nghiệp. Chúng ta là ông chủ của doanh nghiệp, các anh các chị ạ. Đúng không ạ? Vì chúng ta là chủ của doanh nghiệp nên là một năm thì có một lần đại hội cổ đông, tức là thời điểm mà các ông chủ doanh nghiệp là hội tụ lại gặp nhau ở trong cái buổi buổi này. Thì trong cái buổi này thì rất nhiều vấn đề cần phải bàn tới, rất nhiều vấn đề cần phải nói tới. Và vấn đề quan trọng nhất là mỗi anh chị em ta cũng cùng nhau phải hiểu được rằng là vì chúng ta là chủ và chúng ta sở hữu cái tỷ lệ nó cũng không thực sự quá lớn cho doanh nghiệp. Phần lớn là doanh nghiệp thì có một số cổ đông lớn nó sở hữu nhiều, nhưng chúng ta sở hữu ít. Ít thì không có nghĩa là chúng ta không có những cái quyền lợi nhất định. Anh chị với Thắng với là cùng nhau với bàn lại với vấn đề là chúng ta sở hữu không nhiều nhưng chúng ta cũng vẫn có những quyền lợi nhất định. Vì chúng ta có những cái quyền lợi nhất định nên chúng ta phải tranh thủ cái thời điểm đại hội cổ đông để chúng ta đòi cái quyền đó, đòi hỏi cái quyền lợi đó. Thì vậy thì chúng ta nói chuyện với nhau là vấn đề là bây giờ chúng ta làm rõ hay là chúng ta cần phải lưu tâm những cái vấn đề gì, làm rõ những quyền lợi gì khi mà mùa đại hội cổ đông sắp tới. Thì điều đầu tiên mà Thắng muốn chia sẻ với anh chị đó là chúng ta có quyền được đòi hỏi, được hỏi. Đầu tiên là phải có quyền là được hỏi. Cái đầu tiên mà chúng ta được hỏi đó là chúng ta hỏi những thứ gì chúng ta khi đầu tư chúng ta còn đang thắc mắc, đúng không anh chị? Trong quá trình đầu tư, trong quá trình chúng ta phân tích, chúng ta còn vướng bận chỗ này chỗ kia. Thắng lấy ví dụ, khi chúng ta đầu tư vào Vinamilk, chúng ta phải làm rõ xem là Vinamilk thì cái chi phí vốn đến từ đâu, đến từ sữa bột. Vậy sữa bột hiện tại đang như thế nào? Hỏi ví dụ như đứng lên hỏi đại hội cổ đông, hỏi chủ tọa là thưa với anh chị là cho tôi đang thắc mắc làm rõ là cái phần mà sữa bột mấy năm gần đây thì có thông tin là nó tăng giá. Vì vậy thì chúng ta đã có cái quy trình gì dự phòng cho cái câu chuyện tăng giá đấy chưa? Hiện tại chúng ta đã ký bao nhiêu hợp đồng nhập cái này và hợp đồng đến bao giờ thì hết? Chúng ta sắp tới nhập thêm thì chúng ta có phải mua với giá cao hơn không? Đấy, ví dụ thế. Thì đại hội cổ đông họ sẽ có trách nhiệm trả lời cho các anh chị. Vừa là trả lời bởi vì vì là khi mà chúng ta trả lời như vậy á thì doanh nghiệp họ cũng làm rõ cho tất cả mọi người khác cùng nghe, bản thân các anh chị được nghe và những người khác cũng được nghe. Nghe để làm gì? Để hiểu hơn về doanh nghiệp. Nó gọi là doanh nghiệp và cổ đông đối thoại với nhau để hiểu hơn doanh nghiệp. Nên là sẵn sàng là anh chị dù có rất ít cổ phiếu vẫn được tham gia đại hội cổ đông. Dù có một cổ vẫn được tham gia đại hội cổ đông mà.
Và đơn tham gia đại hội đồng vẫn được có quyền được hỏi, làm rõ và chia sẻ những cái gọi là theo tôi thì như này, theo tôi kia, vẫn được có quyền làm chuyện đó, có quyền. Cái thứ hai nữa là mùa đại hội cổ đông cũng là lúc các anh chị phải chất vấn những vấn đề còn đang là điểm nóng, đang là điểm bức xúc, đang là cái điểm mà chúng ta băn khoăn. Ví dụ như doanh nghiệp có những cái dấu hiệu mà tiêu cực thì chúng ta cũng có quyền được hỏi, được làm rõ và yêu cầu chủ tọa và hội đồng quản trị trả lời rõ cái vấn đề đó. Có như thế thì chúng ta mới yên tâm để tiếp tục đầu tư, sau này có tiếp tục mua bán cổ phiếu doanh nghiệp đó, đúng không anh chị? Anh chị có nghe rõ không ạ? Đi thế này nó hơi rõ nhưng mà chắc là cũng nghe được đúng không? Anh chị nào nghe được thì nói ạ. Đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư nữa là chúng ta có quyền đòi hỏi quyền lợi anh chị ạ. Đòi hỏi quyền lợi anh chị. Quyền lợi nhá, lấy ví dụ như là đòi hỏi chia cổ tức. Đòi hỏi là doanh nghiệp phải phát triển tăng trưởng hơn bằng đưa ra những cái giải pháp cụ thể hơn. Đó là những thứ mà anh chị cũng cần phải lưu ý. Thì mùa đại hội cổ đông thì thường thường là chúng ta nên hỏi, nên dành thời gian nha để thể hiện cái quyền của mình. Mình có quyền mà, mình được quyền để hỏi. Dạ không, chào chị Vân. Đang đi trên đường nhưng mà cắm tai nghe rồi, vẫn đi bình thường. Chẳng qua là nói chuyện cho vui thôi. Rảnh quá, đường xa ướt mưa nên là nói chuyện trao đổi cho vui với lại cả nhà thôi. Em dùng 4G nên là đi đến đâu cũng trực tiếp nói chuyện bình thường, không vấn đề gì hết. Cũng giống như là nghe nhạc thôi, thay vì nghe nhạc thì vừa đi chậm thôi mà, bởi vì đi làm sớm. Dạo này công ty em là 8:30 là phải lên điểm danh rồi, nên là phải đi làm sớm, lên để điểm danh. Lên điểm danh, bấm thẻ. Nên là vừa đi nhúc nhắc đi thôi, nhúc nhắc lên công ty rồi uống cà phê, ăn sáng. Đi và nói chuyện với anh chị cho vui, bởi vì buổi sáng thường là lần này thắng không có nhiều thời gian lắm nên là hơi bận. Nên là thành thử ra là không có được nói chuyện nhiều với anh chị vào buổi sáng trao đổi. Nhưng mà buổi sáng nay thì nói xoay quanh cái vấn đề đại hội cổ đông để anh chị biết được là để làm rõ hơn những cái vấn đề mà khi đã tham gia đại hội thì chúng ta nên làm gì, bớt chút thời gian để chuẩn bị những cái câu hỏi gì để hỏi doanh nghiệp. Quan trọng nhất là vẫn là đừng hỏi đi vào chi tiết doanh nghiệp. Thường thường anh bản thân tháng tới là rất nhiều các cái bạn đi tham gia thì hỏi rất là chi tiết cụ thể. Thực ra các bạn đó là phân tích này, các bạn đã hỏi chi tiết để về viết báo cáo phân tích phục vụ các anh chị á. Nhưng mà ở góc độ là cổ đông như anh chị em mình á thì không nhất là phải hỏi chi tiết, mà chỉ cần hỏi những cái chiến lược, ví dụ như là năm tới có tăng vốn không, tăng vốn không tăng bao nhiêu, tỷ lệ tăng theo bằng cách nào, đúng không chị? Còn anh chị nào có cái ý kiến mà gọi là cái câu hỏi nào hay hơn thì để lại phía dưới đi ạ. Anh chị ngoài ra thì trong đại hội cổ đông chúng ta nên làm cái điều gì nữa? Theo các anh chị có một vấn đề rất là quan trọng khi đại hội cổ đông mà diễn ra, mà chúng ta tham gia bớt chút thời gian đi tham gia đại hội cổ đông, thì có một cái điều rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng mà các anh chị cũng ít khi để ý tới, đó là điều gì ạ? Điều này quan trọng lắm, nó nằm ở trong nó là một cái key rất là quan trọng ở trong cái kỳ lớn á, quan trọng lắm trong các cái giải pháp đầu tư ấy. Gì anh chị thử đoán nhá, nó là cái gì ạ? Chị bớt chút thời gian đang ngồi trên máy đoán xem ạ, gõ xem là đoán xem nó là cái gì ạ. Anh chị cứ đoán đi rồi em sẽ đưa ra một cái này xem anh chị thấy nó có thực sự quan trọng không. Quan trọng lắm anh chị ạ. Này ít các anh chị để ý đến là đại hội cổ đông chúng ta cần phải làm gì. Chuẩn bị qua cái đèn đỏ nên là anh chị cứ để lại cái ý kiến đi, em còn tiếp tục trực tiếp nói chuyện với anh chị tiếp.
để lại ý kiến đi, đến lần đó em sẽ nhìn anh chị đang cho ra ý kiến gì, thì em trao đổi với anh chị cho vui. Em thì được cái cũng hay thích nói, chuyện với các anh chị, chung là nói chuyện nó cũng vui. Thành thử ra là mình nói thì mình chia sẻ với các anh chị nhiều thì nó có một cái đặc điểm là này anh chị này, khi mà kiến thức của em chỉ có được có chừng đấy thôi, nhưng mà em nói hết với anh chị rồi, thế là em chịu một cái áp lực rất là lớn, đó là tối em phải đọc, phải nghiên cứu, phải học hỏi thêm rất là nhiều để có cái thứ để nói chuyện với anh chị tiếp chứ. Thế là tự dưng là em càng ngày em càng biết được nhiều thứ hơn. Bên cạnh đấy nữa thì em được gặp trực tiếp nói chuyện với nhiều các anh chị nữa, thế là kiến thức càng ngày càng dày, học hỏi ra được càng ngày càng nhiều, đúng không anh chị? Anh chị like chia sẻ nhá, like chia sẻ nhiều vào, có nghe rõ không ạ? 33 người đang nghe cơ mà. Không biết có nghe được không ạ? Em nghĩ là chắc là nghe được thôi, nghe bình thường thôi ạ. 4G thì chạy phà phà, 4G thì mạng chắc chạy tốt, âm thanh thì tốt, bởi vì em cắm tai nghe mà cái mic nó nằm ngay ở miệng đây thì làm sao mà không nghe được. Mic nằm ngay đây rồi, mic nằm đây thì chắc chắn là nghe tốt, nghe rất tốt luôn, đúng không? Đúng không anh chị? Âm thanh nghe tốt luôn, hình ảnh chắc là cũng xấu xấu thôi, nhưng mà nó tối bởi vì là nó ngực trời nó đang chuẩn bị làm mưa, trời làm mưa nên là nó hơi xấu. Đang ở ngay Bùng Binh luôn anh chị, đang ngay Bùng Binh lớn, ở ngay Lương Đình Của với lại chỗ lên cầu vượt đấy ạ. Chỗ lên đường cao tốc á. Ok. Vừa chạy xe vừa nghe hả? Ngon. Vừa chạy xe vừa nghe thì quá là chuẩn rồi. Mấy anh em vừa đi và nói chuyện với nhau này cũng vui mà. Anh chị có thấy là có một vấn đề mà Thắng nói đến, đó là cái gì mà quan trọng, quan trọng khi mà đại hội cổ đông không? Rất nhiều người bảo là khi trong một cái kỳ quan trọng của chuyện đầu tư á, đó là hãy hiểu được người chủ doanh nghiệp, hiểu được người chủ doanh nghiệp, người đang điều hành và người đang sở hữu số vượng lượng phần lớn cái cổ phần tại doanh nghiệp đó. Anh chị nói là bảo hiểu, nhưng mà thực tế anh chị không để ý. Anh chị không để ý ở chỗ là cái gì? Anh chị chỉ đọc trên báo cáo tài chính, anh chị chỉ nhìn mặt cái hình ảnh của cái người chủ tịch hội đồng quản trị. Anh chị chỉ xem qua ông tổng giám đốc trên hình thì làm sao anh chị biết được cái ông ấy như thế nào? Anh chị không một lần từng nhìn thấy cái cha là mặt mũi ra làm sao, chưa từng một lần nghe trực tiếp cha nói như nào thì làm sao anh chị biết được cha như nào? Về cái việc mà anh chị tham gia đại hội cổ đông á, đặc biệt là với những cái bạn là môi giới á, khi mà tư vấn đầu tư cho người khác á, thì để hiểu, để cầm, để nắm, để sờ được thì tốt nhất là dành thời gian đi đại hội cổ đông, đến đó để gặp với là người chủ doanh nghiệp, để hiểu được người chủ doanh nghiệp, để biết được người chủ doanh nghiệp đó là người như nào, ông ta nói cái gì, ông ta nói với ông ta làm có đúng không, ông ta đưa ra hành xử ra làm sao, và nhìn vào. Nếu mà anh chị nào giỏi về mặt thiên tướng á, tức là về mặt gọi là tướng số á, nhìn mặt anh chị có thể đoán được một phần nào về tính chất, về con người. Cái này nói chung người môi giới cũng nên học thêm cả cái món này nữa, cái món mà gọi là chiêm bốc, với lại cái món mà gọi là tại sao trong cái giá sách của em ở phía sau nó có cái cuốn, một số cái cuốn liên quan đến kinh dịch, một số cái cuốn liên quan đến gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, và vài ba cuốn liên quan tới lời xem tướng số á, là bởi vì cái khâu này cũng là khâu khá là quan trọng. Người chủ doanh nghiệp mà không đàng hoàng, suốt ngày chỉ ăn với lo mà rút ruột doanh nghiệp á, thì đảm bảo với anh chị, các anh chị chỉ bỏ tiền vào nó oan thôi, đúng không anh chị? Anh chị thấy cái vấn đề này nó quan trọng không? Nó quá quan trọng luôn, nhưng mà các anh chị không để ý. Người môi giới thì ngày ngày viết báo cáo khuyến nghị cho các anh chị, nhưng mà đại hội cổ đông thì đếch thằng nào chịu bỏ thời gian ra tham gia. Biết tại sao là cái nó quan trọng như thế mà tại sao lại không tham gia? Trong khi đấy là khách hàng của mình có cổ đông, gọi là có thể hoàn toàn ủy quyền cho mình để đi, mình đến mình nghe xem người ta nói cái gì, mình ngắm nghía xem cái ông chủ tịch ông nói cái gì,
ngắm nghía xem ông chú ông có như thế nào, ông có đẹp trai không, ông có hiền lành không, ông có phải là người gắn bó với doanh nghiệp không. Em đi ra Hồ Cà Đông biết bao nhiêu công ty rồi, em thấy có mấy người này đáng nhất là nể này, đó là chị Nga bên Dược Cầu Giang, chị Mai Kiều Liên bên Vinamilk, rồi chị Mai Thanh bên Cơ Điện Lạnh, và một số anh nữa, một số anh ở bên một số doanh nghiệp rất là uy tín. Họ làm việc đàng hoàng, nói năng rất là đàng hoàng, và họ rất là tôn trọng cổ đông nhỏ lẻ. Chứ ví dụ như em đây nhiều khi nắm cổ phần chỉ có khoảng tầm 1000 cổ phiếu thôi, nhưng mà góp ý, nói chuyện, chia sẻ, họ vẫn lắng nghe và chia sẻ lại mình. Đó là những cái thứ khi mình đi, mình gặp doanh nghiệp, mình cảm nhận được về doanh nghiệp, mình hiểu được rằng là họ rất là gọi là rất là chú tâm nghe đến những cái góp ý chân tình. Đó mới là những doanh nghiệp cầu thị. Những doanh nghiệp đó là những cái cầu thị và họ muốn phát triển bền vững. Em nói với anh chị như chị Nga bên Dược Cầu Giang. Tuổi của chị Nga bắt đáng tuổi bác của em luôn. Nhưng mà khi mà em đứng lên em hỏi, em nói chuyện, em hỏi về chiến lược, chị Nga trả lời từng chi tiết một, từng vấn đề một, và làm rõ từng vấn đề để cho mình hiểu hơn vấn đề. Đó là những cái doanh nghiệp họ biết lắng nghe, chứ không phải là vì họ có nhiều tiền lắm của họ là chủ doanh nghiệp rồi họ xàm xàm với mình, nói chuyện lằng nhằng. Vì vậy đó, qua những lần đại hội cổ đông như thế, có phải là nhờ như vậy anh chị biết hơn được, hiểu hơn được về doanh nghiệp, hiểu hơn được người chủ doanh nghiệp, và hiểu hơn là cái người đang chèo lái cái con thuyền doanh nghiệp của anh chị nó đi về đâu, nó tới đâu. Rồi khi mà các anh chị đưa ra những cái tranh luận, đưa ra những cái ý kiến, đưa ra những cái phương pháp gọi là theo cái hiểu biết, cái tầm nhìn mang tính chất gọi là cá nhân của anh chị, nhưng thực tế nếu như nó mà tốt, nó góp ích cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải lắng nghe và phải cảm nhận cái câu chuyện đó, không được quá bảo thủ như trong cái câu chuyện đó. Thì nhờ thế mà sau đại hội cổ đông anh chị yêu doanh nghiệp hơn, cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp hơn, đúng không anh chị? Tay vẫn đi bình thường thôi, gì đâu à. Điện thoại thì để ở ngay, đâu có cầm tay đâu, tay đâu có cầm đâu, tay bên này là cầm ga này, đâu dùng tới đâu. Đặt cái điện thoại lên cái nắp của cái ba lô. Cái điện thoại đã được kẹp vào một cái thanh live stream. Sau đấy đút cái thanh live stream đấy vào trong cái ba lô. Thì cái điện thoại nó nằm rất là gọn gàng ở trên cái nắp của cái ba lô. Thì là nó quay lên cái mặt. Còn cái dấu âm thanh thì cắm vào cái tai nghe rồi lắng tai vào nghe giống như là nghe nhạc thôi. Thì vừa đi vừa nói chuyện bình thường, vẫn đi xe bình thường, rất là an toàn luôn, không vấn đề gì hết á. Nhưng mà vẫn nói chuyện được với anh chị, bởi vì tranh thủ thời gian đi xe để nói chuyện, như gần tí nữa lên công ty thì nó bận nhiều việc lắm. Nó bận nhiều việc rồi cũng mới dành thời gian đọc nghiên cứu nữa. Đọc nghiên cứu thì mới có kiến thức mà nói chuyện, có kiến thức mà chia sẻ, có kiến thức mà tư vấn. Còn những cái dòng mà thánh chém mà nói chuyện là không chịu đọc, không chịu nghiên cứu thì nói cái chuyện người khác nói thì thắng không có phục. Nói chung là thắng không có phục những cái thành phần đó, gọi là vẽ chuyện ra để nói, gọi là bịa chuyện đồn thổi lung tung. Chuyện đó là chuyện gọi là làm thì dễ, nhưng mà uy tín, xây dựng một cái uy tín nhất định với thương trường, với cộng đồng không hề dễ một chút nào cả. Có nhiều thánh thì nói là cái gì nhỉ, đó là ba cái ông đấy nói lung ta lung tung. Nhiều người thắng mới bảo là nói lung tung được như thắng thì cũng không hề dễ một chút nào đâu. Bởi vì nói giết thì nó hết cái lung tung, thì phải đọc thêm, nghiên cứu thêm rất là nhiều thứ để nói được lung tung, nhưng phải đơn giản không ạ. Em hả? Bình thường thì em vẫn hay nghe nhạc anh Thái ạ. Bình thường thì em vẫn cắm tai nghe này, em nghe nhạc thôi. Nhưng mà em cũng cắm tai nghe bình thường mà, có like gì đâu. Này thì cũng hoàn toàn bình thường thôi anh Thái ạ. Cũng giống như là em bỏ cái điện thoại ở trong cặp, trong túi quần, rồi em hay nghe nhạc, một tai nghe nhạc với lại một tai mở, một tai nghe mà. Bình thường không có gì.
tranh thủ cho vui thôi chứ còn không có gì cả. Vẫn nghe bình thường đúng không anh Thái? Mình đi và nói chuyện cho vui mà, bởi vì đi đường xa buồn lắm. Đi đường xa em hay nghe nhạc, vừa đi mình vừa lãm nhảm lắm mà. Này mà chạy ô tô thì ngon, chạy ô tô thì ngon. Thực tế thì cắm nghe nhạc nó còn không an toàn bằng là live stream anh Thái ạ. Bởi vì nghe nhạc có tiếng nhạc, còn cái này chả có tiếng gì hết, có mỗi tiếng em ạ. Tiếng em với lại tiếng em nói đâu thì có tiếng đó, không thì trước thì tiếng toàn tiếng xe mà. Trong tai không có gì hết, chỉ cần coi là cắm tai nghe thế này thì để cho nó cái mic, cái mi á nó gần miệng hơn thì nói chuyện mọi người nghe nó dễ hơn thôi. Em đi chậm mà, em đi có 325 cây số giờ mà. Bởi vì em đi làm sớm cho nó mát. Chút xíu lên quán cà phê giờ mà. Có anh chị để ý đến cái vụ nào khác ngoài cái vụ mà đại hội cổ đông không? Ngoài cái vụ mà em vừa nói nữa, còn một vấn đề rất quan trọng nữa đấy anh chị. Cực kỳ quan trọng luôn trong đại hội cổ đông mà ít anh chị để ý tới nữa đấy. Ngoài cái vấn đề là được tiếp xúc với lại chủ doanh nghiệp rồi, được tiếp xúc với người chủ rồi thì anh chị còn vấn đề gì không? Theo anh chị. À, thực ra thì cũng là một lần cho vui cho biết rồi thôi, chứ còn thực ra cũng không có like như thế này. Nhưng mà hôm qua là bởi vì vấn đề là hôm qua là em thấy là anh main taxi Vinason anh bán bưởi trên xe taxi. Rồi lại cũng nghe đâu đó là anh Thế Giới Di Động mà chuẩn bị đang muốn đàm phán với Vietlott để bán vé số. Nên là em mới thử sáng tạo cho vui là đang đi xe thì live stream liệu có được không? Thì nó cũng được, nó bình thường. Nó vẫn bình thường thôi, nhưng vì quan trọng là mình biết cách, mình nghĩ sao nó phù hợp thôi. Chứ người ta sẽ thấy là nếu đi xe mà live thì sao mà live được. Mà em vẫn live bình thường. Đang đưa vào trong đường vào hầm này, kẹt cứng này. Kẹt cứng ngay đường hầm. Đi chưa đến 2 cây số giờ. Chưa đến 2 cây số giờ. Thấy cái gì nhỉ? Những cái gọi là những cái ý tưởng khá là sáng tạo. Vinason mà lại bán bưởi. Bán bưởi trên xe. Thế Giới Di Động mà bán vé số Vietlott thì có mà còn nhất quả đất. Bởi vì thực ra là nó không là bình thường thôi. FPT bán luôn cả sữa kìa. FPT phối hợp với lại sữa Vinamilk đấy. Làm chung shop với nhau đấy. Nên là em thấy là cái gì cũng có thể làm được. Cái gì nó cũng thấy là bình thường. Miễn sao mình thiết lập làm sao mà cho nó hợp lý. Mà cả hai cùng thúc đẩy. Nó gọi là những cái sản phẩm thúc đẩy nhau á. Sản phẩm phụ á. Còn như em đây thì em vừa đi xe vừa like thì thực ra là đảm bảo với anh chị là hai tay cầm lái đàng hoàng. Chỉ là cái điện thoại thì đặt khéo léo một chút trên cái nắp của cái ba lô đang để ở ngay hãng xe thôi. Nhưng mà vào trong cái hầm là nó sẽ mất mạng nhé anh chị.
vừa qua hầm xong ấy, vừa qua hầm xong, nhiều ông bảo nể em mới nể mẹ các doanh nghiệp sáng tạo ấy, các doanh nghiệp sáng tạo em nể ghê luôn, em nể cái ông gì mà ông nghĩ ra cái trò mà mẹ. Ở bên Philippines thì em có biết là họ mấy ông tài xế để tăng thêm tiền á, tăng thêm cái lợi nhuận mà gọi là tăng thêm kinh tế gia đình á, họ mua rất nhiều bim, sau đấy họ treo ở đằng sau lưng của cái ghế xe á, sau lưng của cái ghế xe của họ lái á, thì trẻ con hay là nhiều khi cả người lớn nữa đi xe mà thấy có bim ở sau lưng cái ghế trước của xe taxi á, thì bán thêm bim, bác tài xế bán thêm bim. Còn ở Việt Nam mình thì nghĩ ra cái chuyện mà bán bưởi trên Vinasun á cũng là một cách hay. Ngay nhiều tài xế họ đang áp dụng cái chuyện đó, bởi vì họ được hưởng 20% trên cái giá trị của cái gọi là cái dịch vụ gia tăng này. Còn em thì đúng như bác nào nói đấy, yêu nghề nên là đi làm thì nói chuyện là vui thôi, tí lên công ty làm gì có thời gian. Tí lên công ty nhiều việc lắm, nhiều việc lung ta lung tung, nhưng mà tuy thế chứ đâu có thể ngồi cả ngày nói chuyện khơi khơi được, cũng phải làm việc chứ, phải nghiên cứu, phải phân tích, phải đọc, phải làm báo cáo này kia, nên là dành cái thời gian để anh rảnh thì ngồi nói chuyện vui thôi. Nhưng mà rõ ràng là em nói các bác vẫn nghe rất là rõ mà, chỉ là cái mặt nó không đẹp thôi. Mày cái mặt thì ngày nào cũng nhìn thì có quan trọng gì đẹp hay xấu đâu, cơ bản là đẹp trai là được rồi, chứ còn nhìn đẹp trai lắm thì nhiều anh nhiều chị nghiền thì làm thế nào, đúng không em, đúng không các bác? Thì ra em có một chỗ live stream rất là ngon nữa mà rất nhiều thông tin, đó là cái hội nghị bàn tròn vào buổi sáng này, chuẩn bị ngồi uống cà phê này. Nhưng mà thường thì nếu mà hội nghị bàn tròn của bọn em khoảng tầm 4 hay 5 công ty chứng khoán mà ở ngay đường phố Vua, em đang ở đường Nguyễn Nam Trứ rồi nhá, thì sau lưng HOSE rồi, sau lưng đây mà ngồi mà hội nghị bàn tròn mà trực tiếp cho các bác nghe thì cái đấy tuyệt vời luôn. Nhưng mà sợ là các anh em nó không ưng, nó không thích. Yên hội nghị bàn tròn này, cái hội nghị này cực kỳ mẹ nhiều vấn đề tin tức này kia lung tung đủ thứ, hay lắm. Nói chung là tin trên trời dưới biển nhiều. Nhưng mà sợ là anh em nó không đồng ý, nó không đồng ý cho cái chuyện live trực tiếp, nó cũng nguy hiểm lắm. Đấy, tòa nhà HO đằng sau đấy anh chị, tòa nhà cao cao đấy, bên tay phải á. Được cái là bây giờ có 4G, đi đâu làm việc cũng dễ lắm. Em thì nhiều khi em làm việc hơi bị dễ luôn, chỗ nào rảnh ngồi không có việc thì làm, không có máy tính á, ngồi nói chuyện được, chuyện bình thường. Alo, đến chỗ thằng cái xe này. Là chim người cho vui mà. Anh kêu nhá, bye bye. Đang live stream mà. Xong rồi đấy anh chị. Đến nơi rồi. À, thử thôi. Hôm nay thử, bởi vì hôm qua là thấy có cái anh Vinason anh ấy bán bưởi, nên hôm nay mình thử là vừa đi vừa nói chuyện cho vui thôi, chứ còn thực tế là không làm như thế, ai làm thế, chẳng qua vui nói chuyện cho vui thôi. Chứ còn còn ai mà vừa đi vừa like như thế. Like như thế nói chuyện gió nó thổi vào miệng đau họng ngay. Đúng không bạn? Đúng không bạn Hồ Diễm? Nhưng mà về đến sở rồi, về đến HO rồi. Về đến công ty rồi. Đây, BIDV đây rồi. Đúng
Chạy 15 cây số hả? Em cũng chạy 15 cây số đấy. Cũng chạy 15 cây số, nhưng mà bây giờ đúng công nhận công nghệ bây giờ nó tốt thật. Như ngày xưa á, như ngày xưa làm gì có cái công nghệ như bây giờ. Bây giờ có công nghệ nó hỗ trợ mình nhiều thứ lắm. Vừa đi vừa nghe hả? Tốt. Cho em lầu 9 anh ơi. Live stream. Bye bye cả nhà nhé.